Vòng khó hiểu, netizen Thái Lan chỉ trích tân Miss Grand International không kéo được thêm lượt follow. Netizen Thái Lan đã chỉ trích tân Miss Grand International Isabella Menin không thu hút được thêm lượt follow cho trang chủ Miss Grand. Cuộc thi Miss Grand International 2022 đã khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Brazil Isabella Menin. Sở hữu nhan sắc, chiều cao và học vấn đáng nể, cô đã có một chiến thắng thuyết phục không gây tranh cãi. Nhưng mới đây, netizen Thái Lan vẫn soi ra được một điểm để chỉ trích tân Hoa hậu Hòa bình Thế giới. Theo đó, xuất hiện một bài đăng của tài khoản Thái Lan cho rằng Isabella Menin đăng quang nhưng trang Instagram của Miss Grand International lại giảm hơn 2 triệu lượt theo dõi. Trước tình hình này, netizen Thái Lan đặt câu hỏi không thể vô lý hơn, người Brazil không dùng Instagram hay sao? Tuy nhiên, phán sắc đẹp quốc tế đã phản bác ý kiến trên, cho rằng lượt người bỏ theo dõi Miss Grand là do họ cảm thấy thất vọng với kết quả của cuộc thi. Ban tổ chức đã bỏ qua nhiều gương mặt tiềm năng để cho đại diện của Thái Lan và Indonesia lọt vào top 3. Ngay sau đêm chung kết, trang chủ Miss Grand đã bay màu. Hơn 1 triệu follow và con số này đã tăng lên 2 triệu trong chưa đầy 24 giờ. Thậm chí, nhiều người tuyên bố sẽ quay lưng với cuộc thi bởi những quyết định không công bằng.